Anh chị, ở video này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách xóa lỗi 551, 552, 541, 542, 555 của dòng máy Zikun MB5001, 5002. Tất cả những cái lỗi báo đầu năm thì nó liên quan đến cụm sấy, thì chúng ta sẽ phải xóa lỗi bằng cái cách là vào clear mode 107, xong sau đó giữ shift top tầm khoảng 5 giây thì màn hình nó sẽ hiện lên như thế này. Đấy, và chúng ta sẽ chọn vào shift tiến USB, xong sau đó thì nhấn là 5810 thăng, rồi chọn EQ ở trên màn hình. Đấy, sau khi chọn EQ xong ấy, thì màn hình nó sẽ hiện exit, sau đó thì chúng ta sẽ chọn exit rồi ra thoát ra ngoài màn hình, rồi sau đó thì khởi động lại, máy sẽ hoạt động bình thường.